thấy, lấy được một lít mật ong rừng quả thực những người thợ mật đã thực sự rất bản lĩnh. Mật ong thì chắc chắn ai cũng biết, nhưng quy trình để lấy mật như thế nào thì chắc có lẽ sẽ là điều mà rất nhiều bạn tò mò. Hình ảnh của bác nông dân lấy mật từ những hộp nuôi ong có lẽ là hình ảnh mà rất nhiều bạn sẽ trả lời khi nhắc tới nghề thu hoạch mật ong. Nhưng đó mới chỉ là một khía cạnh nhỏ trong nghề lấy mật luôn tiềm ẩn những nguy hiểm này. Nghề này có nguy hiểm như những gì chúng ta thấy trên video? Câu trả lời là có. Các bác thợ mật trong nghề luôn phải đối mặt với rất nhiều mối nguy hiểm luôn rình rập đã sẵn sàng cướp đi tính mạng của họ. Để thu được mật ong rừng là một quá trình vô cùng gian nan. Họ thường đi theo các con suối ở trong rừng để quan sát đàn ong xuống lấy nước. Sau đó theo hướng ong bay để tìm tổ của chúng. Khi phát hiện được tổ ong, người thợ sẽ nhìn vào cách ong bám vào tổ để biết thời gian lấy mật sao cho không để mật quá già hoặc quá non. Theo kinh nghiệm, nếu ong mẹ đang ở trung tâm ổ thì phải 10 đến 15 ngày nữa mới lấy được nhiều mật. Nhưng công đoạn nguy hiểm nhất chính là... Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé! Ôi, giờ mời cả nhà và anh em đồng nghiệp xem siêu phẩm số 2 này nha. Đây, quay cái siêu phẩm số 2 này cho cả nhà cùng xem này. Ôi, khủng bố luôn ạ. Đây, cả nhà xem cái đầu mặt đó này. Ôi, nó bị ngược sáng nha, cả nhà xem cái đầu mặt đó. Ôi, hai cái tụi em kinh điển chưa? Đầu mặt nói. Ôi, ở đây này, thấy không? Phần ra mà nó kéo dài xuống đây này. Đấy, ôi, ở cái tổ ong dài. Còn dễ mang luôn á. Đang ngược sáng đâu sáng. Bảy lên tới cây rồi, anh đi. Núp rồi, đây, anh thân. Rồi, đến qua đây. Nó làm đẹp mấy cho cả nhà cùng xem nha. Cái mạch đây nó rõ hơn, nó sáng hơn. Nhưng mà cái đầu kia thấy đẹp mà nó bị ngược sáng mất. Nó không được sáng lắm. Siêu khủng luôn, cục đời chứng mật đã lắm, đợt 2 nè. Biết kịp hết rồi. Nó bị dính nó nhanh lá rồi. Đấy đó, bảy cây bằng kiếm. Cái cây đứng này, chỗ đầu mặt nó. Nhanh cây bằng kiếm. Ui, mình thấy, ôi em khít đen vậy. Mặt nó dài kinh điển luôn, nó khói lên tốt lên. Ồ, máu này ra. Ui, còn biết hết. Ui, còn mặt nó biết tráng. Ui, lên cái đầu mặt. Đây, cả nhà thấy cái đầu mặt này. Tính lên hết không? Ui, dồi. Đợt đây thì biết mà cái đợt đầu nãy cái tổ kia cả nhà xem thấy không, nó ăn khô hết. Nhà subscribe kênh để theo dõi nha. Mình đi từng rừng cả tuần mới về đó. Mấy chục video ở đây không kịp. Từ từ đang sao cho cả nhà cùng xem. Nhà cứ theo dõi. Mọc lắm mà hàng chục con mít, thấy chiếc đèn quá. Ui, cả nhà thấy nó phình ra cổ cái cây luôn. Ừ.
để nghiên cứu mở đốt khối rồi ha. Mình nghĩ vậy. Ô này ít ràng đấy, ô đã thấy ràng. Mình hơn bận nữa mới tú ra. Nó hơi ra hết là nhìn cũng đẻ ra rồi. Ôi, hai cái nhà chuyện cái đầu mọc ấy. Chi cái càng lá mất rồi, vô duyên thiệt. Để dưới được rồi. Vì cái đầu kia nó như này, cái nhánh dưới nó thôi. Wow, nó biết cái nhà thấy không, biết khiếp đen không? Ổ này nó khui nãy hết cái cổ này. Wow, nó biết cái. Giá mang cục mật luôn. Wow, vô cả nhà xem đấy. Wow, vô. Ông bảy hàng chục nhớ này bắt đầu chém rồi anh. Rồi, để mình chuyển cái máy qua đây nha cả nhà. Máy qua đây giờ xem cái đồng mặt ra đã này, tiếp tục. Chỗ đó cái đồng mặt nó bị khuyên mất. Wow. Đã dùm cục mật nó hầu nó. Bắt đầu luôn. Đinh lại đỏ nữa rồi. Rồi, nha xem cái đầu mặt nó này. Ôi, vô. Ôi, trắm ấy, nhìn cục mặt nó. Ôi, đã đâu vậy? Rồi đúng đẹp mà binh yếu nữa đâu. Nhìn đồng tư cục binh nữa quá. Wow, mà đưa chút lạng con ho xem nhìn cái cục ké nó thô vậy. Quá quạng luôn á. Dừng clip chút ơi, chút bị lặng cục phấn hoa xong ngồi tiếp nha, chứ đỡ nó hết pin lắm. Rồi, nhìn bị lặng cục phấn hoa rồi. Wow, vô, lần cục mặt khiếp chưa. Wow, vô, trời ba lửa luôn. Mặt khổng lồ. Wow, vô. Ôi. Khối trào kiều đấy rồi, mất đẹp không? Hay nháy một nháy gì hết không?
trắng. Ủa giống ổ khủng bữa mà lấy được cục nhỏ cục to không quay được nữa không. Bất ôi trộm rồi một cục còn hàng khủng này. Không có nhỏ quá trời luôn. Đấy. Chút nữa một phút nữa xem ạ. Kéo ba lô lại. Ủa, em khủng vô ba lô này anh em. Một cái chảy. Ui dồi, bỗng đâu chảy róc róc à. Đấy, ui dồi. Bông cả bánh. Mặc nhiều quá nó ấy ba lô. Cả bánh. Ui dồi, rồi, xong. Rồi, trộn video á, đây nè, mình kết thúc video nha. Tí nữa biển xuống rồi mình quay cái đoạn cân mật nữa cho cả nhà ông xem rồi. Bây giờ đợi mấy hết pin. Đấy, giờ mình biển xuống cây rồi nha anh em. Đây, giờ mình test hàng luôn. Nóc hàm này thử thì nó được bao nhiêu cân mà giết rồi. Khối chảy. Được 8 lần nữa. Nó hàng khủng. Lấy hàng chục là ít đâu. Thừa. Để em nấp hàm nữa. Ui, mua 1,5 con. Khá nhẹ. Đây, nèm giờ nhúng lửa ngoài cồn. Rồi, kết thúc video nha. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Hàng khủng hơn nha, hàng đây cũng không ít khủng quá. Thấy một ghế to gờ mà. Ghế to mà cái nó nhỏ. Nó nhỏ. Giờ nèm im kia nắng, chịu vô nó. Nha, tổ nó. Bây giờ nèm nèm ở ngoài hết rồi. Lấy đoạn má. Lấy nước một khiếu nấu nó luôn. Rồi nhớ subscribe kênh theo dõi mấy anh em nha. Giờ mấy anh em nướng thịt ăn cơm rồi đi kiếm hàng khủng rồi quay cho cả nhà xem tiếp. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Không cách